Vâng, xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã trở lại chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung Ô Tô. Có địa chỉ là siêu thị ô tô Bica, loại 26 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. Chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay em lại giới thiệu thêm một cái mẫu xe đã qua sử dụng mới về bên em. Đó là chiếc xe Toyota Innova. Bản này là bản đặc biệt các bác nhé, bản Venture. Chiếc này là đời 2018 ạ. Đấy, và bây giờ em xin phép giới thiệu qua về chiếc xe. Thì nói đến bản xe Innova thì bản Venture là cái bản ở bản thấp hơn bản V, nhưng mà nó là bản đặc biệt các bác nhé. Vì sao đặc biệt? Vì xe có sẵn một cái bộ quay gọi là body kit theo xe. Đó. Và xe có màu sơn đặc trưng là màu đen, đúng không ạ? Và bộ mâm, đấy, mâm cũng được sơn đen đấy quý anh chị nhé. Vì bản Venture này thường là chỉ có màu đỏ hoặc màu đen, hai cái màu rất đặc trưng của bản Venture này. Đấy. Và bây giờ em giới thiệu qua vì đây là hệ thống đèn, vẫn là đèn halogen đúng không ạ? Và cái điểm hay của chiếc này là bác chủ trước bác đã độ lên một cái bộ cam 360, rất hiện đại đúng không ạ? Rất hiện đại nha các bác nhé. Xe thì đời 2018 nhưng nhìn chung là cái nước sơn zin của xe cũng còn phải trên 90%. Đó, đen cả xe luôn như bác thấy này. Cũng như là bộ quay, đó, sườn này. Rồi cản trước, cản sau đều có nha bác nhá, đều được ốp cái cản đấy nhá. Đấy, gọi là bộ quay body kit. Rất là đẹp đúng không bác? Đó. Đây như bác thấy này, xe màu sơn màu đen, rất là đẹp. Em có thể giới thiệu thêm một cái phần nội thất xem nào. Nội thất có gì mới? Đấy. Về nội thất thì ghế. Nội thất thì là màu đen được các này. Đó, nội thất da màu đen, ghế da màu đen. Đúng không ạ? Và ghế thì vẫn là ghế chỉnh cơ thôi các bạn ạ. Ghế chỉnh cơ thôi các bạn nhé. Rồi bên này cửa thì vẫn đều cửa điện và cửa ghế là kính lái là một chạm. Xe 2018, xe này tư nhân, xe của tư nhân. Các bạn thấy này, xe em đi có hơn 4 vạn thôi. Rất hay, bác chủ này bác đã đã độ lên đề lổ ta tốp này. Màn hình, camera hành trình. Đó, rất nhiều cái bác cũng lên khá nhiều đồ. Xe em đi hơn 4 vạn nha các bác nhé. Về bản Venture này thì cũng bản Venture này thì trước là đề lổ bằng chìa khóa, nhưng mà đây là đã đề lổ start-top. Đấy, bản này thì cao hơn bản G nhưng mà lại thấp hơn bản V, như em hay gọi là cái bản giữa đấy. Thế. Trên cái vô lăng điều chỉnh vẫn vậy thôi, cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, đúng không ạ? Đàm thoại rảnh tay âm thanh và bên này điều chỉnh của màn hình hiển thị người lái. Đó. Một số vẫn vậy, chế độ lái đúng không ạ? Vẫn có hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode đúng không? Rồi chống trơn trượt. Và ở cái bản Innova mới này, cái form mới này thì cũng được lên như cái đèn trang trí trong xe. Như các bạn thấy, đèn màu xanh rất là đẹp nhá. Đấy. Và xe thì của Toyota thì những chiếc Innova này thì cũng vẫn là điều hòa là cũng điều hòa tự động hai dàn lạnh và cửa gió thì đến từng vị trí. Khá là ok đúng không bác? Em xem phần cốp của Innova bản Venture này, đây như bác thấy này, Venture, ok, rất nói chung là nhìn đằng sau rất là rộng rãi đúng không ạ? Xe thì mới được về bên em nên là em quay qua cho các bác thôi. Đó, xe cũng khá là ít sử dụng, ghế và lỉ phía sau còn rất là đẹp đó. Đó, xe sơn zin còn rất nhiều các bác này đó. Và trên cái thị trường xe cũ đã qua sử dụng này thì chiếc xe Toyota Innova bản đặc biệt bản Venture này đâu đó có giá khoảng đâu gần 700 triệu thôi ạ. Gần 700 triệu nha các quý anh chị nhá. Là quý anh chị có thể mang được chiếc xe về để phục vụ gia đình nhà mình hay là cũng như là công việc. Đấy, dành cho nếu mà gia đình thì dành cho những chuyến đi xa rất là tuyệt vời. Đúng không? Xe rất rộng rãi, xe này là 8 chỗ cơ. Có thể ngồi 8, ngồi 9 vẫn được, đúng không ạ? Và quý anh chị nào có quan tâm đến chiếc xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là gì? 0965 822 782, em tên là Trung.
siêu thị ô tô Bika Hà Nội, 26 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. Và khi quý anh chị đến với siêu thị ô tô Bika Hà Nội chúng em thì chúng em sẽ cam kết tất cả với quý anh chị về chất lượng của xe. Đó là xe không bị đâm va để ảnh hưởng đến kết cấu của gầm bệ sắt xi, hay xe có tháo cẩu máy, bổ máy, ngập nước hay thủy kích nhé. Và giấy tờ an ninh an toàn thì rõ ràng ạ. Và tới đây chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung Ô Tô xin được tạm dừng. Hẹn quý anh chị vào những video clip tiếp theo. Đấy. Và quý anh chị nào có yêu mến em Trung thì cho em Trung xin một like và một đăng ký kênh để kênh của em ngày một hoàn thiện hơn và em có thêm nhiều động lực để giới thiệu những cái dòng xe đã có những chiếc xe đã qua sử dụng đến với toàn thể quý anh chị ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày với nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.